Kính thưa quý vị, là bệnh viện đầu tiên thực hiện tự chủ toàn diện theo đề án thí điểm của chính phủ. Đến nay sau hơn một năm triển khai đã cho thấy nhiều vấn đề bất cập và tồn tại của đề án này. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc hơn 200 cán bộ, công nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai đã nghỉ việc. Trong đó nhiều người thuộc diện phải chấm dứt do tinh gọn bộ máy, nhưng cũng không ít người được cho là áp lực công việc cao, chế độ thù lao thấp nên buộc phải chuyển công tác. Theo báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai, trong số 221 cán bộ y tế người lao động ở bệnh viện thôi việc và tinh giản thời gian qua, có 113 người do kiện toàn tinh gọn, 28 bác sĩ chuyển công tác thôi việc, trong đó có một giáo sư, 7 tiến sĩ y học, 2 tiến sĩ ngành dược học, còn lại là lao động phổ thông. Trong số bác sĩ chuyển sang nơi khác có trưởng khoa dược, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, trưởng khoa thăm dò chức năng và phó trưởng phòng tổ chức cán bộ. Phía bệnh viện cho rằng số bác sĩ nghỉ việc do áp lực công việc cao nhưng thu nhập giảm và không tương xứng, do đó họ chuyển sang các bệnh viện tư nơi có thu nhập cao hơn. Khi ngân sách giảm rất là sâu như vậy, thu nhập giảm sâu như vậy thì cũng có, mà Bạch Mai là nơi có trình độ chuyên môn rất là cao, rất nhiều các cái đơn vị ở bên ngoài từ Vinmec hay là Tâm Anh hay là Hồng Ngọc là mời chào cán bộ viên chức của bệnh viện với cái thu nhập rất là hấp dẫn, hàng trăm triệu một tháng. Chính vì vậy cũng có một số ít cán bộ là bác sĩ của bệnh viện đã chấm dứt hợp đồng của bệnh viện để chuyển sang các cái đơn vị tư nhân. Bệnh viện Bạch Mai cũng khẳng định kể từ khi tự chủ toàn diện từ ngày 17 tháng 2 năm 2020, do không được cấp ngân sách lại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nên số bệnh nhân nội trú đã giảm từ 3.200 người xuống còn 1.000 người, giường bệnh xây dựng theo kế hoạch không sử dụng hết công suất. Kéo theo nguồn thu của bệnh viện trong năm 2020 đã giảm 2.000 tỷ đồng, chỉ bằng 30% so với nguồn thu của năm 2019. Thực tế này khiến doanh thu của cán bộ viên chức bệnh viện giảm, thậm chí để duy trì hoạt động, bệnh viện bắt buộc phải tinh giản những đơn vị hoạt động không hiệu quả. Trong bối cảnh bệnh viện triển khai tự chủ, không được cấp ngân sách, thì để duy trì hoạt động của bệnh viện trong cái bối cảnh vô cùng khó khăn như vậy và lại giảm tới 2.000 tỷ so với 2019, thì bệnh viện phải đưa ra những cái quyết sách rất quyết liệt để kiện toàn về tổ chức, cơ cấu của bệnh viện và những cái đơn vị mà không còn chức năng hoặc chức năng không phù hợp thì bệnh viện phải tinh gọn và giải thể. Ví dụ như là các dịch vụ nhà tang lễ, các cái dịch vụ, đơn vị dịch vụ chỉ phục vụ trông giữ xe thu tiền hoặc là vận chuyển bệnh nhân thu tiền hoặc là dịch vụ vệ sinh thu tiền thì bệnh viện đều giải thể và các cái nhân sự ở bộ phận dôi dư này sẽ phải chấm dứt hợp đồng. Liên quan đến vấn đề này, nhiều chuyên gia cũng cho rằng khi tự chủ toàn diện sẽ có những khó khăn nhất định về mặt tài chính, nhưng người đứng đầu khi đưa ra quyết sách gì mới cũng cần phải có sự thống nhất, đồng thuận. Bởi trên thực tế, mặc dù Bệnh viện Bạch Mai phản ánh nguồn thu giảm, nhưng vẫn cho sửa đổi cảnh quan, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng mới trong năm qua. Khi thấy nhiều người xin thôi, mà nhiều người như thế, thì nó là của một hiện tượng, thì tôi rất là buồn. Có thể là xin thôi vì kinh tế, nhưng mà tại sao lại nhiều như thế? Có thể xin thôi vì những lý do khác, thì ban giám đốc bây giờ, Bạch Mai bây giờ không thân anh em nữa. Nghiêm quá đến mà đến nỗi mà người ta không làm việc với mình nữa thì quả là hơi nhiều, hơi đáng chú ý tới. Rõ ràng bệnh viện là một môi trường đặc thù với nhiệm vụ chính trị đó là chăm sóc sức khỏe nhân dân, do đó không thể sử dụng hình thức cơ chế thị trường như một doanh nghiệp để điều hành. Vì khi không đảm bảo đời sống tinh thần vật chất cho đội ngũ y bác sĩ thì đồng nghĩa với việc chất lượng chăm sóc người bệnh cũng không thể đi lên. Vâng, thưa quý vị, bác sĩ bệnh viện công chuyển sang bệnh viện tư công tác là thực tế nhiều năm qua, chứ không phải chỉ khi câu chuyện của Bệnh viện Bạch Mai xảy ra, nhiều người mới bất ngờ. Thế nhưng con số bác sĩ dịch chuyển lại rất đáng ngại vì gây ra một khoảng trống nhân sự lớn đối với y tế công lập. Yếu tố thu nhập liệu rằng có phải là nguyên nhân chính và phương án nào để kiểm soát tình hình trên? Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Ra trường lúc đầu thì cứ tính là 2.34 mình sẽ nhân với lại 1 triệu mấy, cái giai đoạn sau á thì mới được là 5-6 triệu, vì sau đó là mình xin trực thêm vào thứ bảy chủ nhật của buổi sáng á, và khi đó là mình thấy cái lương mình thấp á thì mình có ý định là mình đi học thêm để không được chấp nhận. Thu nhập thấp
lại gặp nhiều ràng buộc khi muốn đi học nâng cao là lý do từ bỏ của không ít người với bệnh viện công lập. Điểm qua một vài con số có thể thấy, Cà Mau từ năm 2015 đến năm 2018 đã có 97 bác sĩ và 8 dược sĩ nghỉ bệnh viện công. Đồng Nai riêng năm 2018 có 102 bác sĩ nghỉ việc. Trung tâm cấp cứu 115 của thành phố Hồ Chí Minh có 20 nhân viên nghỉ việc. Đến nay, làn sóng dịch chuyển này vẫn đang diễn ra. Nhiều bệnh viện chuyên khoa tại thành phố Hồ Chí Minh dù thực hiện tự chủ tài chính rất tốt, thu nhập nhân viên đang tăng nhưng vẫn căng thẳng trước vấn đề về nhân sự. Thu nhập của nhân viên y tế ở khối công lập với lại các cái khối bệnh viện tư thì nó chênh lệch quá nhiều, và đây cũng là một trong những cái thách thức. Nhưng mà mình quan niệm rằng là làm ở đâu cũng là phục vụ người bệnh. Tuy nhiên thì đối với bệnh viện công, mình là người đưa đò, nhưng làm sao mình giữ chân được những cái sản phẩm mình đào tạo ra thì cũng là một cái bài toán rất là thách thức. Với kinh nghiệm hàng chục năm quản lý bệnh viện từ công lập sang tư nhân, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phường nhận định, để gắn kết bác sĩ với bệnh viện, câu chuyện thu nhập chưa hẳn là điều tiên quyết. Người bác sĩ nào, người nữ hộ sinh nào, điều dưỡng nào, người ta cũng có một cái mơ ước là được nâng người ta lên. Không phải chỉ nâng về tiền bạc đâu, mà còn nâng về mặt trí thức, trí tuệ và tri thức. Nâng người ta lên là người ta rất vui và người ta gắn bó với mình bằng cái chuyện đó. Bên cạnh những cái thu nhập thì nó còn có nhiều yếu tố khác để mà giữ chân người lao động. Ví dụ như môi trường làm việc an toàn, ví dụ môi trường làm việc công khai, bình đẳng, công bằng, có một cái sự tôn trọng những cái đóng góp của cán bộ viên chức người lao động. Cũng theo giáo sư Ngọc Phượng, thực trạng bác sĩ chuyển sang bệnh viện tư nhân hiện nay còn thể hiện trách nhiệm xã hội của ngành y tế. Thay vì hút bác sĩ giỏi từ bệnh viện công lập, thì bệnh viện tư có thể tự tay đào tạo và sử dụng. Đây là mô hình mà Bệnh viện Mỹ Đức, một bệnh viện đi đầu về thụ tinh ống nghiệm trong khu vực, đang áp dụng thành công. Cô nghĩ bệnh viện tư nhân đó, thì nên có cái suy nghĩ khác đi một chút, cũng phải cùng với nhà nước đào tạo ra những người đó, cùng chung nhau mà đào tạo. Nếu như bệnh viện công mà bị hút hết những người giỏi, thì ai ở lại để điều trị lo cho bệnh nhân? Và làn sóng dịch chuyển trên chắc chắn sẽ còn tiếp tục nếu thu nhập người bác sĩ sau 6 năm đào tạo không được cải thiện và quan điểm quản lý của người lãnh đạo không thay đổi. Xin nhắc lại là từ ngày 19 tháng 5 năm 2019, Chính phủ đã thống nhất phê duyệt đề án thí điểm tự chủ toàn diện cho 4 bệnh viện. Trong 2 năm, đó là Bệnh viện Ca, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy. Mục đích của việc giao tự chủ toàn diện là để các bệnh viện chủ động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các trung tâm kỹ thuật cao trong điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu triển khai không khéo, tự chủ rất có thể sẽ trở thành áp lực đối với người bệnh và cả bệnh viện. Vì để duy trì hoạt động, nhiều bệnh viện sẽ phải tính toán thậm chí là trục lợi, còn người bệnh sẽ phải chịu chi phí cao. Theo Bộ Y tế, khi các bệnh viện tự chủ toàn diện, nghĩa là họ sẽ phải tự lo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và chi phí đầu tư. Các bệnh viện này cũng được toàn quyền tự chủ về bộ máy tổ chức, tuyển dụng viên chức. Đây được cho là chính sách mở để các bệnh viện tự tìm hướng đi cho mình và bắt buộc phải thay đổi để thu hút người bệnh. Nhưng điều này không có nghĩa là các bệnh viện thích làm gì thì làm, mà tất cả hoạt động đều phải chịu sự giám sát của Bộ Y tế. Hiện tại mới là đề án thí điểm và Chính phủ và Bộ Y tế cho phép cơ sở thí điểm trong vòng 2 năm. Và sau 2 năm thí điểm, chúng tôi sẽ từng bước tính toán để làm sao có cái bài toán hợp lý, xem xét các khả năng phù hợp. Đương nhiên, chúng tôi cho rằng đây là chúng ta phục vụ người bệnh, chứ không nên lấy người bệnh làm đối tượng kinh doanh và lấy người bệnh làm trung tâm cho việc phục vụ của cán bộ y tế. Trên thực tế, 2 trong 4 bệnh viện được Thủ tướng phê duyệt thí điểm tự chủ toàn diện triển khai, đó là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Ca cho đến thời điểm này. Mặc dù đã gần hết thời hạn thí điểm, nhưng các văn bản hướng dẫn quy định ban hành thống nhất cho các bệnh viện vẫn chưa có. Thậm chí, Bệnh viện Bạch Mai cũng chưa có Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện, và thay vào đó vẫn là giám đốc bệnh viện kiêm nhiệm vị trí này. Đây cũng là điều khiến nhiều người lo ngại, liệu quyền lợi của người bệnh có bị ảnh hưởng hay không? Bởi nếu không kiểm soát tốt, thì tự chủ rất có thể sẽ làm tăng tình trạng lạm dụng chỉ định với người bệnh, bởi nguồn thu từ các bệnh viện này là từ bệnh nhân.
là mình giao cái quyền tự chủ thêm cho bệnh viện, về cái hội đồng quản lý được tự quyết nhiều hơn, nhưng không phải là sẽ gây khó khăn, sẽ tạo áp lực cho người bệnh. Vì tất thì về các cái luật, các cái văn bản quy phạm pháp luật thì bốn bệnh viện tự chủ này cũng phải được thi, cũng phải là tuân thủ theo như vậy. Tự chủ nhưng trong một khuôn khổ. Tôi lấy ví dụ tự chủ như vậy vẫn phải thu như bình thường đối với người bệnh có bảo hiểm y tế. Và ngay các trường hợp mà không có bảo hiểm y tế, các đối tượng dịch vụ thì chúng ta phải thu theo khung của Bộ Y tế quy định chứ không được vượt rào. Rõ ràng các bệnh viện hiện nay nếu muốn đảm bảo nguồn thu bắt buộc phải đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chỉ như vậy mới thu hút được bệnh nhân tới khám, nhất là khi chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế sẽ được ban hành. Và người bệnh có quyền được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh tốt nhất mà không chịu sự ràng buộc chuyển tuyến. Việc tự chủ khiến cho các bệnh viện phải tự thay đổi chính mình để nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút bệnh nhân. Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc khảo sát nhỏ tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội để xem mức độ hài lòng của người dân với các bệnh viện hiện nay sau khi thực hiện tự chủ như thế nào. Người phụ nữ này đang đợi tới giờ để được vào chăm mẹ mình đang điều trị nội trú ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Theo bà, chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện giờ được nâng cao lên nhiều, không gây khó khăn, ức chế cho người bệnh như trước. Bà và nhiều gia đình bệnh nhân khác đều cảm thấy hài lòng trước dịch vụ của bệnh viện. Bác sĩ chăm sóc từ A đến Z, từ cho ăn, cho uống, tất cả mọi việc. Chỉ là có người nhà đây để khi nào bác sĩ gọi thì có thôi. Thế là chỉ có là mình lên đỡ bác sĩ là điều dưỡng, là thay cái nước tiểu này thôi, hay là thay bỉm. Nói chung là xuống đến đây là yên tâm rồi. Đấy, vào viện khoảng chục hôm nay rồi. Thế nhưng mà khi vào viện là mới tạm ứng ít thôi. Thế mà bây giờ mà viện phí thì cô lại có bảo hiểm, đấy, mà lại chuyển tuyến, mà cấp cứu. Thì nói chung tiền viện phí chắc là không hết bao nhiêu. Thì về cái công tác, thứ nhất là về bảo vệ, hướng dẫn, rồi sau đó thì các nhân viên hướng dẫn đều tốt cả. Rồi đưa đi các phòng khám đều có sự chỉ dẫn, nói chung là tốt. Chứ không có gì để chê trách hay là phản ánh gì cả. Khảo sát một số bệnh viện lớn đã tự chủ một phần hoặc toàn bộ trên địa bàn Hà Nội, đa số người dân đều hài lòng và cho rằng dịch vụ tại các bệnh viện giờ đã được cải thiện và những khó chịu cho người bệnh là không đáng kể. Cho nên là tôi thấy bệnh viện Bạch Mai là nơi khám và điều trị cho mọi lứa tuổi là thật chính xác. Tôi thấy vào khoa nhi tuyệt vời, nhất là cái đội ngũ bác sĩ nhẹ nhàng. Hai nữa là cái vệ sinh ấy, vệ sinh phòng nằm này, toilet này, mọi thứ chuẩn, sạch sẽ. Đấy, không có cái gì để mà phụ huynh đến đấy chăm các cháu mà phải phàn nàn, phải kêu la. Đấy, chỉ cần có một cải thiện thêm, giả dụ có thêm một số phòng khám nữa thì cũng không sao. Bởi vì là ở viện này rất là đông. Mình đây thì mình đến từ 6 giờ sáng. Bây giờ vẫn chưa xong. Còn bác sĩ thì rất là nhiệt tình rồi. Chỉ đưa các bệnh nhân hỏi gì là người ta cũng trả lời hết. Riêng tôi thì tôi thấy thế này là cũng là mỹ mãn rồi. Còn nếu mà bệnh viện mà có cái quy mô to lớn hơn nữa, mà rộng rãi hơn nữa thì chắc là bệnh nhân cũng thoải mái hơn tí nữa. Việc thực hiện tự chủ bệnh viện dù đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập. Các chuyên gia đánh giá sau tự chủ bệnh viện, sự chênh lệch về thu nhập giữa các đơn vị, các bệnh viện và môi trường làm việc sẽ dẫn đến hiện tượng dịch chuyển nhân viên y tế. Nhưng đó không phải là lý do chủ yếu, mà phải quan tâm đến yếu tố về mặt tổ chức. Vì khi thực hiện tự chủ toàn phần, việc giao quyền quản lý điều hành bộ máy, nhân lực, nếu không được kiểm soát thì có thể dẫn đến một số nguy cơ như lạm quyền trong việc tiếp nhận và sa thải cán bộ. Ngoài ra, hệ thống văn bản pháp quy và các công cụ để quản lý cũng chưa hoàn thiện và đồng bộ để giám sát hiệu quả hoạt động của bệnh viện khi thực hiện tự chủ. Trong khi lực lượng quản lý, quản trị bệnh viện chưa được đào tạo bài bản kiến thức về kinh tế y tế và tài chính y tế, dẫn đến các nguy cơ như là thất thoát, lãng phí nguồn lực, tham nhũng, làm sai, làm ẩu. Do vậy, để công tác tự chủ trong các cơ sở y tế đạt hiệu quả, nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị việc cần làm ngay là xây dựng bộ chỉ số giám sát và điều chỉnh việc thực hiện tự chủ tài chính bệnh viện và nâng cao năng lực quản trị điều hành kinh tế, tài chính y tế
cho đội ngũ cán bộ chủ chốt rồi mới tiếp tục tính đến những bước điều chỉnh tiếp theo.